Chào các em học sinh toàn quốc thân mến. Vậy là các em biết rằng Việt Nam và thế giới của chúng ta đang chuyển mình để bước vào một thời kỳ, đó là thời kỳ công nghệ 4.0. Với sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, công nghệ của thời kỳ 4.0 sẽ giúp các em có rất nhiều phương thức và cách để tiếp cận với kiến thức. Và học online là một trong những phương thức và cách tối ưu trong giai đoạn này và của tương lai. Vì sao vậy? Vì khi các em học online, các em sẽ chủ động được thời gian, tiết kiệm được chi phí và vẫn đảm bảo được hiệu quả của quá trình học tập. Và Toliha.vn là một trang học online trực tuyến hàng đầu của Việt Nam. Khi các em học ở Toliha.vn, các em sẽ được học với rất nhiều thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín. Các bài giảng với giáo trình được xây dựng công phu kết hợp với kiến thức mô tả trực quan sinh động. Chương trình cơ bản kết hợp với nâng cao phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh. Ở Toliha có đầy đủ các cấp học 1, 2, 3, các môn học toán, văn anh, lý hóa. Và trong Toliha thì hiện nay thầy đang đảm nhận giảng dạy chương trình toán cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9. Ở mỗi bài, thầy đều chỉ ra mục tiêu rõ ràng mà các em cần nắm được ở bài đó. Với mỗi phương pháp thì thầy đều đưa ra phương pháp cụ thể để các em giải quyết vấn đề. Để các em học tốt và hiệu quả cùng với Toliha thì các em cần phải ghi chép đầy đủ về lý thuyết, cần phải nắm vững cho thầy về phương pháp và các em cần phải thực hiện luyện tập các bài trắc nghiệm và tự luận cho kèm theo video. Nếu như trong quá trình luyện tập của các em mà các em thấy rằng là điểm của mình chưa cao thì các em cần phải xem lại các video đó và các em luyện tập lại cho thầy. Tuy nhiên, khi luyện tập mà có những vấn đề thắc mắc thì các em cứ hỏi và sẽ được Toliha hỗ trợ và trả lời 24/7. Hẹn các em ở các video và các bài giảng trên trang toliha.vn.